Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm nước súc miệng Onbia. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về nước súc miệng Onbia cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần của nước súc miệng omnibar chlorhexidine, alcohol, nano bạc, glycerin, hydrogenated castor oil, nước tinh khiết công dụng chỉ định vệ sinh khoang miệng ngăn ngừa tạo mảng bám sâu răng cho hơi thở dễ chịu đặc biệt dùng trong những trường hợp không thể sử dụng bàn chải đánh trăng. hỗ trợ làm giảm viêm lợi viêm nướu đau răng. Cách dùng Dùng súc miệng ngày 2 đến 3 lần. Liều dùng Dùng khoảng 10 đến 15 ml và xúc trong vòng 30 giây sau đó nhổ ra, có thể xúc miệng lại với nước trắng. Chống chỉ định Trường hợp quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm nước súc miệng Onbia đồng thời biết cách sử dụng nước súc miệng Olbia, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.